tọa lạc tại khu vực trung tâm của thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, khu đô thị Nam Phố Châu được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư trên diện tích 6,3 ha với hơn 200 nền đất, quyền sử dụng đất lâu dài gồm quần thể khu biệt thự, khu liền kề thương mại với nhiều loại diện tích từ 120 đến 300 mét vuông. Các tuyến đường nội khu rộng thoáng, đầy đủ hệ thống công viên cây xanh, khu trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, hạ tầng điện nước hiện đại, vị trí đắc địa gần các trường học và trung tâm dịch vụ của thị trấn Phố Châu, khu đô thị Nam Phố Châu, nơi tận hưởng cuộc sống tiện nghi và đẳng cấp.